chiến lược để tăng số lượng khách hàng quay trở lại nhà thuốc. Xin chào các bạn, trong rất nhiều buổi chia sẻ tôi có chia sẻ ba cái tham số rất là quan trọng. Thứ nhất là số lượng khách hàng, thứ hai là tăng giá trị đơn hàng trung bình, và thứ ba đó là tăng doanh số bán hàng. Tại sao tôi lại nói như vậy? Vì để khách hàng quay trở lại mua hàng từ mình thì nó phải đạt rất nhiều yếu tố và bạn cần phải làm tốt để họ có thể quay lại nhà thuốc để mua hàng. Tôi lấy ví dụ như bây giờ khách hàng quay lại để mà mua thì khách hàng họ nhận được lợi ích gì từ nhà thuốc của bạn? Có thể là gia tăng ưu đãi cho khách hàng. Tiếp theo nữa là mình có thể tạo ra những cái chương trình tích điểm để đổi quà, thì đó là những cái lợi ích để khách hàng người ta nhận cái ưu đãi, những cái giá trị nhằm mang lại cái lợi ích cho khách hàng, thì lúc đó họ mới quay lại với lại cửa hàng nhà thuốc của bạn. Nên là cái yếu tố đầu tiên là bạn phải tạo ra được cái giá trị cho khách hàng để khiến khách hàng họ quay trở lại. Cái yếu tố tiếp theo để là làm sao khi mà mình có được những cái chương trình khuyến mại rồi thì mình phải tăng được những cái trải nghiệm khách hàng. Tôi lấy ví dụ như mình có thể là mời khách hàng đến thăm cửa hàng nhà thuốc của mình, và các bạn có thể dùng một số những cái chiến lược tăng doanh số khách hàng quay trở lại. Đấy là liên kết hợp tác với bác sĩ để giải đáp những cái nhu cầu mà khách hàng đang gặp phải. Cái yếu tố tiếp theo là gọi điện, nhắn tin qua Zalo cho khách hàng để giúp khách hàng giải đáp những cái điều mà khách hàng còn đang băn khoăn, điều mà khách hàng đang gặp phải, giúp họ hiểu rõ hơn. Ngày nay thì có rất là nhiều phần mềm tự động tin nhắn được sao chép, mình kích hoạt và bạn tốn rất là ít thời gian, bạn có thể hướng dẫn khách hàng. Như vậy vừa tiết kiệm thời gian cho bạn mà lại tăng được cái sự trải nghiệm khách hàng. Cái vấn đề tăng được tỷ lệ khách hàng quay trở lại thì có bao nhiêu cách mình phải áp dụng hết, và bạn biết rằng để một khách hàng quay trở lại thì đỡ tốn thời gian rất là nhiều so với việc bạn tìm một khách hàng mới. Và cái tỷ lệ khách hàng cũ quay trở lại mua hàng rất là cao. Vì sao cái tỷ lệ mua hàng lại cao? Vì khách hàng đã có cái sự trải nghiệm ở nhà thuốc của mình rồi, nên là khách hàng rất dễ mua lại. Thuyết phục khách hàng lần đầu mua hàng rất là khó, nhưng mà khách hàng mà mua lần 2, lần 3 rồi thì lúc đó rất là dễ. Nên là các bạn hãy tập trung vào các khách hàng đã mua của mình rồi, áp dụng tất cả những cái chiến lược để mà có thể khiến cho khách hàng quay trở lại, tăng sự trải nghiệm, thu hút nhu cầu đối với lại khách hàng. Trên đây là những chia sẻ giúp cho các bạn có thể tăng được cái lượng khách hàng quay trở lại, giúp doanh số của bạn tăng lên. Và nếu như mà bạn có bất kỳ khó khăn gì trong vận hành kinh doanh nhà thuốc, hãy liên hệ cho tôi sẽ giúp bạn giải đáp những cái thắc mắc đó. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video tiếp theo của tôi.